quý vị nghe cái tin này chắc quý vị cũng sẽ té ghế đúng không quý vị nước mỹ ngày nào cũng ngập wow để em tắt cái này nước mỹ ngày nào cũng ngập mình nghe mình mình mình, mình truy cập vào cái ngân hàng dữ liệu về thời tiết của mỹ trong vòng 200 năm đổ lại và những bài báo cáo gần đây nhất của mỹ là khoảng năm 2021, 22 và 23 thì mình thấy cái dòng chữ là nước mỹ ngày nào cũng ngập ở đây mình thấy là quý vị thấy lạ không quý vị tại sao tại sao mình nghe nói là mấy ông nội cờ quéo với lại mấy cái thằng mấy cái ông nào mà gọi là dân chủ củi dân chủ uh, sỏi dân chủ uh, đá phiến đá đá cẩm thạch gì đó mình mình thấy mình nghe mấy ông đó nói là mỹ làm gì có chuyện ngập gì tùm lum la nhưng mà trong báo cáo của mỹ ghi rất là rõ quý vị nước mỹ chết cha ghi sai chính tả đợi em một chút sai chính tả rồi tại sao lại là ngước được phải bỏ chữ G đi Ok quý vị nha à. Nước Mỹ ngày nào cũng ngập Khi mà em vào cân hàng dữ liệu xong Các em nói thở ôi Em mà nói cái tin này chắc là Chắc là khán giả của em chắc té ghế hết trơn luôn Nói tí ơi làm sao mà có chuyện nước Mỹ ngày nào cũng ngập Và sau đây em xin tạm dịch cái tiêu đề của cái bài báo cáo là Flooding Flooding có nghĩa là lũ lụt quý vị is nearly a daily occurrence throughout the US. Có nghĩa là lũ lụt gần như xảy ra hàng ngày trên khắp nước Mỹ. Tức là 365 ngày tại nước Mỹ thì ngày nào cũng có lũ nha quý vị. Lạ không quý vị? Tí nữa em đưa nhiều thông tin mà quý vị cứ sẽ là coi như té ghế thôi quý vị. Tí nữa em đưa một số thông tin là quý vị chỉ có té ghế thôi quý vị. Không có thể nào mà em để cái bản này lâu lâu cho quý vị thấy là thì ở cái báo cáo vào cuối năm ngoái em có được cái thông tin để để em mở ra cái báo cáo từ từ từ, từ quý vị, từ từ thì cháo nó cũng sẽ như thôi. mới in hồi sáng đây để phục vụ cho quý vị khán giả đây. Báo cáo thời tiết thì nó là tổng cộng 278 trang nhưng mà em chỉ trích trích lục ra những cái trang nào mà cần thiết để em nói thôi. 278 trang thì hả? mỗi ngày mà lên một trang thôi là đủ coi như là là phản biện với cầu éo rồi quý vị. Mà bên đây cái giấy A4 sao nó bự quá ta, nó tính bằng in trên cái gì ta sao nó bự dữ ta. Giấy A4 sao nó sao nó bự dữ ta. mấy tờ này. Rồi. Và ở đây chúng ta có cái dòng là cái phân tích mới nhất cho thấy lũ lụt ảnh hưởng đến cộng đồng trên toàn quốc và quanh năm nha quý vị. Là nationwide and year round. Quý vị ơi, nationwide là là toàn quốc và year round tức là quanh năm lũ lụt mà quanh năm là sao trời mình lại nghe mình lại nghe cái ông nội dưa leo ông ông bảo là là Việt Nam phải như thế này Việt Nam phải như thế kia muốn là người ta sẽ tìm cách còn không muốn là người ta sẽ tìm cớ tìm cớ cái đầu cha mày nó chứ dưa leo mày nghĩ sao vậy cái xứ mỹ nè cái xứ mỹ cần cần dưa leo qua để hỗ trợ lắm nè trời đất ơi Mỹ gì kỳ gì ta nhưng mà ngập toàn quốc rồi ngập quanh năm trời ơi, cái chữ tiếng anh còn nguyên đó đó nha rồi bây giờ em cho một cái cho quý vị xem nhiều khi mình phải có hình ảnh minh họa đồ quý vị nhiều khi mình để hình ảnh minh họa chứ mình để một hai chữ đâm ra người ta nói mình nói dốc quý vị và đây hình ảnh mới nhất quý vị ở tiểu bang của phía miền đông bắc và đây là cái hình ảnh chụp mới nhất của một người bạn của em sống ở khu đó và quý vị thấy rất là hấp dẫn ha đi giặt máy giặt mà có nước ở dưới giống như kiểu như mùa hè á quý vị mùa hè nên là có nước để cho nó mát hay sao <laughs> quý vị nào thấy cái tấm hình này thích thì cho em một like quý vị đánh đánh số 1 vô quý vị quý vị thấy tấm hình mà vừa đi giặt mà vừa lội trong nước như thế này vừa giặt vũ mà không biết là máy giặt này nó cấm điện ở đâu và nó có truyền điện hay không nguy hiểm ta lần đầu tiên em mới thấy không biết là họ truyền cái dây cái dây chống chống giật nó nằm đâu mà em thấy là nước thì như thế mà máy giặt thì có có vẻ như là kim loại mà không hiểu tại sao là à, cho cho thêm số 1 quý vị ơi quý vị thích tấm hình mà vừa đi giặt đồ mà vừa vừa đi giặt đồ mà vừa lỗi thế này là chỉ có mỹ thôi chứ việt nam làm gì có quý vị trời việt nam mình việt nam mình kiểu này đuổi không kịp rồi Việt Nam mình đuổi không kịp với Mỹ rồi hàng gì mọi người mọi, mọi người ở bên bển cứ khịa nước mình là Việt Nam cả trăm năm sẽ không đuổi kịp Mỹ thì đúng rồi cả năm năm nay có, có bao giờ thấy cái cảnh mà đi nước Mỹ hiện đại mà mà đi đi giặt đồ mà lội trong lũ trong bùn như thế này đâu nên là quý vị cứ cho em số 1 nhiều vào cảm ơn quý vị rất là nhiều cảm ơn cái cái tấm thận tình của quý vị đã theo dõi kênh chuyện nước Mỹ của tiếng ngày hôm nay và em nói thật quý vị là em một khi em nói là em làm một khi á, là có quý vị nào mà nói em phong phong cho em là thánh lũ là em làm em làm tới chuyện luôn vậy tới công chuyện luôn em làm tới công chuyện luôn em làm em làm sao mà để cho cái 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 đội coi như cầu quéo với đội bên bển nó coi như là im mỏ lại luôn tại vì á, những cái gì em nỗ lực là em đầu tư vô cái, đây 287 trang để em coi cái trang kế tiếp để em trình bày với quý vị chứ mất công và quý vị thấy là vào cái tháng 6 đây trong hồ sơ đây trong hồ sơ trời ơi lần đầu tiên trong đời mình biết nước, nước nước mỹ hiện đại hay ha tức là nước mà để trên sàn vậy đó mà mỗi lần mà mình giặt là mình 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 lấy nước mình múc mình đổ vô trong 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 mấy giặt hay sao ta hay ta hay thì cái chứ hay thiệt chứ rồi thì ở trên màn hình quý vị đó là cái hồ sơ nó nằm ở vào cái đợt là lũ lụt chưa từng có đã tấn công Livingston, Montana, một cộng đồng cửa ngõ vào công viên quốc gia Yellowstone vào tháng 6 năm 2022. Công viên Yellowstone là công viên gọi là có cái núi lửa của ngày tận thế quý vị dạ có cái núi lửa ngày tận thế làm ngập các ngôi nhà và cơ sở kinh doanh làm hư hại cơ sở hạ tầng và khiến thành phố phải ban bố thảm họa và trong báo cáo này người ta ghi rất là rõ là theo tổ chức The Pew phân tích dữ liệu bảo của Charitable Trust quý vị cho em chờ em một chút để em đánh dấu em đánh dấu trang số 81 đây để em lấy trang 81 ra đọc Trang 81. Khổ lắm quý vị, mỗi lần em in ra chứ em đâu có cái, cái cái em đâu có xài máy vi tính mà chứa mấy cái này nhiều quá rồi. Trang 81. Lũ lụt hoa kỳ là một mối đe dọa phổ biến quanh năm ảnh hưởng đến người Mỹ trên toàn quốc. Và mặc dù lũ lụt do các thời sự kiện thời tiết cực đoan quy mô lớn như bão có xu hướng trở thành uh, mục tiêu tiêu chuẩn tiêu đề nhưng uh, uh, nhưng nhưng chúng chỉ là một phần trong câu chuyện lửa lụt của quốc gia thì bây giờ ngày nào cũng ngập người ta vẫn sống thì mỗi ngày ngập một chỗ ngày mỗi ngày ngập một chỗ thì ngập thì từ từ nó sẽ rút thì bây giờ sống sống không được thì cũng phải sống thôi bây giờ cái quê hương của người ta ở mỹ rồi đây là cái bài người ta chỉ phản biện những cái kẻ nào mà nói nước mỹ kỹ thuật cao chứ ai lại vào đây nói ngày nào cũng ngập xong người ta vẫn sống ừ chứ ở Việt Nam ngày nào người ta Việt Nam lúc nào cũng ngập lúc nào mấy ông cũng kể là, là nào là hồ chứa mưa nào là Đà Lạt uh, mỏng mộng mơ nào là Hà Nội rồi nọ đó người ta vẫn sống như thế tại vì cái xứ người ta như thế nhưng mà tôi chỉ muốn tìm cái cái dữ liệu sự thật để tôi nói cho mọi người cùng nghe cùng biết về cái xã hội Mỹ hiện đại mà đi trước Việt Nam cả mấy trăm năm mà Ừ thế nha Và đặt vô nói nói vài câu đi ra ngoài dùng cho nên tôi nhờ cái này cho tôi có khí thế tôi nói chuyện <laughs> và quý vị cũng biết là ở đây có cái phân tích mới về dữ liệu bão của the Pew Charitable Trust quý vị thì các cái sự kiện khác bao gồm mưa lớn như tuyết và băng tan nhanh thì gây ra lũ lụt ở mức độ khác nhau trên khắp đất nước thường làm ngập nhà cửa và doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng và làm suy yếu nền kinh tế địa phương thì phân tích của Pew về cơ sở dữ liệu về các dự sự kiện bảo của cơ quan quản lý khí quyển thì ở đây ở đây để em coi coi em có em có cái dữ liệu nào không ta em có dữ liệu nào không ta đây để em coi có dữ liệu này thì tí nữa em nói về cái cái chuyện này bây giờ em cứ để cho cái hình này cái đã và đây là cái hình này đây nước mỹ vĩ đại nước mỹ vĩ đại quá và quý vị thấy là ở đây em có ghi rất là rõ cho em có cái hình rất là rõ và thêm tiếp tục đọc cái phân tích của Pew về cơ sở dữ liệu về các sự kiện bão của cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia thì bao gồm các báo cáo từ nhiều nguồn của chính phủ và theo cái hồ sơ dữ liệu là NOAA, NOAA thì Uh, tiết lộ ba chủ đề về tần suất, loại và phạm vi địa lý của các sự kiện lũ lụt trên toàn quốc trong hai thập kỷ qua. Thì kể từ năm 2000, trung bình ít nhất một trận lụt xảy ra ở Hoa Kỳ trong gần 300 ngày mỗi năm. Cái thông tin này thì em lại không có đánh dấu nhưng mà tí nữa em sẽ em sẽ up một cái khác. 300 ngày mỗi năm quý vị, một trận lụt xảy ra ở Hoa Kỳ trong gần 300 ngày mỗi năm. Và cơ sở dữ liệu của NOAA cũng cho thấy rằng tất cả 50 tiểu bang và quận tức là thủ đô District Columbia đều bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào năm 2021 tức là lũ lụt xảy ra ở 50 tiểu bang luôn nha quý vị 50 tiểu bang luôn nha quý vị chứ không phải là tiểu bang nào có nha và nguy cơ luôn hiện hữu này nhấn mạnh sự cần thiết phải lập kế hoạch phục hồi toàn diện để có thể giúp bảo vệ cộng đồng và cơ sở hạ tầng quan trọng mà họ phụ thuộc hàng ngày chẳng hạn như đường, xá, trường học và bệnh viện kính thưa quý vị và ở đây thì chúng ta sẽ đi vào cái hình biểu đồ. Và cái hình biểu đồ này thì quý vị theo dõi cái tấm hình đầu tiên á để em tắt cái để em tắt cái 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 cái, cái này em cho nó bự ra. Cho nó bự ra chứ để nhỏ quá quý vị nào biết tiếng Anh thì không theo dõi kịp. Layout để nó bự ra. Rồi nó bự ra rồi đó. Hy vọng là các quý vị thấy 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 rõ ha. À, tí tắc tí tắc cái này cho thấy rõ. À rồi, ở đây thì quý vị thấy là lũ lụt gần xảy ra hàng ngày ha, quý vị thấy là à, trường học bệnh viện cũng bị ngập và ở cái hình số 1 thì quý vị thấy người ta cái cơ quan khí tượng thủy văn NOAA của Hoa Kỳ ghi rất rõ là 8 trên 10 ngày, 8 trên 10 ngày tức là cứ 10 ngày thì có 8 ngày có một sự kiện lục, thưa quý, quý vị. Có a flood event có nghĩa là có một sự kiện bị lụt và từ năm 2000 cho đến năm 2021 là ít nhất có một trận lũ tất cả các chữ tiếng anh đều có trên màn hình đúng không, quý vị à, quý vị nào sống ở mỹ lâu biết tiếng anh á, thì quý vị cứ đọc dùng cho tí còn uh, tí nói tiếng việt là tí nói tiếng việt uh, dùng cho uh, khán giả của tí ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới quý vị uh, đều nghe được cái tiếng của tí chứ còn tiếng anh thì ai lại nói là là học tiếng anh là là là, là để uh, gọi là yêu nước này nọ đúng không quý vị học tiếng Anh để biết để hiểu để bảo vệ tổ quốc ấy. chứ ai học tiếng Anh mà kêu là yêu nước ừ, học tiếng Việt giỏi mới là yêu nước Việt Nam không vậy và người ta ghi rất rõ là theo cái cơ, cơ quan khí tượng thủy văn của Hoa Kỳ thì cứ 8 trên 10 ngày thì có một sự kiện lục trong vòng 8 ngày trên 10 ngày tôi quý vị là gần như là mỗi ngày rồi và theo ghi chú thì những cái uh, những cái vụ mà lục á, thì đều được dán nhãn bởi ngân hàng dữ liệu của trung tâm khí tượng thủy văn NOAA bao gồm là những trận lũ ở miền duyên hải, lũ quét và lũ 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 do có quá nhiều nước. Các à, quý vị nhiều khi mình mình thấy ngộ quý vị. Bà bao năm đóng thuế như thế này phải không em ấy giá. Cái bình luận này hay nha, bao năm đóng thuế như thế này phải không em để em ghi lại. Tự nhiên các em có ý tưởng nhạc chế lại cái bài Tây đô để ghi ghi chú lại sẽ chế bài Tây Đô. Tây Đô có câu là bao năm bao năm đóng thuế. Đợi em một chút nha quý vị. Bao nhiêu năm đóng thuế như thế này phải không em? Như thế này phải không em? Hay á, à, hay á, à, hay á. À. Cảm ơn bác nha. Em sẽ chế lại cái bài Tây Đô với cái 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 lời mà có chứa cái cái câu là bao năm đóng thuế như thế này phải không em? Để hát thử coi nó có vô không nha bảo năm đóng thuế như thế này phải không em vô 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 được 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 cảm ơn cảm ơn bác bác vợ cờ hờ là tên gì ta vợ ca hờ tên gì ta vũ khánh hòa hả rồi bác đinh hà văn kêu mất điện khắp nơi cũng tại cộng sản và quý vị biết là cái ngân hàng dữ liệu của noaa viết tắt là chữ national oceanic uh, atmospheric administration Uh, đã cho cái thông tin của quý vị thấy cái hình rất là rõ không? Cứ 10 ngày là 8 ngày lục, tức là mỗi trong 8 ngày đó là đều có một cái nơi nào đó lục ở trên nước Mỹ. Nó tuyệt vời. Em thấy nó tuyệt vời làm sao quý vị. <laughs> uh, cho cái hình cho cái hình ngập đi nào. Mình cho cái hình ngập đi nào. Đây. Ôi rồi ơi. California, bản số California luôn rõ ràng quá rồi. Rõ ràng quá rồi, rồi còn gì? bao năm đóng thuế như thế này phải không em ở Việt Nam thì dắt xe Honda dưới nước thì tụi nó cười tụi nó nói hả trời ơi tại cộng sản tại chính quyền còn bên Mỹ mà không biết tại sao luôn á đi xe hơi đồ ngon lành đã thiệt đi xe Mini Cooper luôn bao năm đất nước như thế này phải không em à, quý vị thấy là xe Cooper Mini Cooper bên Việt Nam mình cũng 1 tỷ rưỡi tỷ rưỡi 2 tỷ có chiếc 2 tỷ rưỡi mà giờ đi xuống dẫn bộ luôn là sao ta xe hơi mà dẫn bộ hả là sao ta trời đất ơi quý vị coi cái cái, cái clip mưa của tí á cái clip mưa của tí á, là tí quay ở Boston đó quý vị thấy cái chân tí đá đá dễ thương không cái chân dễ thương chân đầy lông chưa quắc nói chung là Uh, tí quay thì cứ vị thấy là nước nó cũng dơ lắm nước dơ ờ mà rác tôi là bình lành bình đó, mà mình không có nói vấn đề vệ sinh nha mưa ở đâu thì nó cũng chả dơ quý vị uh, có nhiều đứa nhảy vô kênh tí bảo mưa ở Mỹ sạch lắm nước sạch lắm Ủa là sao vậy Ngập là ngập là hư đồ là hư đồ chứ còn chuyện nước dơ nước sạch ai biết ai biết có có test chưa uh, kêu là nước Mỹ là ngập nước sạch có test chưa có thử lấy mẫu nước có test chưa có bao nhiêu vi khuẩn E.coli trong tổng bao nhiêu phân phân đồ của hầm cầu nó bắn lên đó, ở boston đó, thấy không quý vị những cái cống mà tí quay đó, nó bắn lên luôn mà trời đất ơi đi thực tế nghiên cứu thực tế điều tra cơ sở dữ liệu của uh, ngân hàng dữ liệu của cơ quan thiết tượng khí tượng thủy văn như tí mà còn chưa tin vô mắt mình nữa mà trời đất ơi quý vị thấy là người dân ở bên mỹ bây giờ lạ không quý vị có những vùng họ họ họ, họ tổ chức giặt vũ là họ lấy nước ở dưới nước rồi họ đổ vô hay sao thấy cái ông kia cầm cái hũ gì đó thấy cái ông kia cầm cái hũ gì rồi giống như là lấy cái hũ đó xong rồi múc nước bỏ vô trong máy giặt hay sao á nhưng mà nói giỡn thôi chứ cái hũ đó là hũ tiền nha cái hũ đó là hũ tiền nha quý vị cái hũ mà đồng xu á đó. À, đó hay quá chuẩn quá quý vị ơi em á thì em chưa bao giờ muốn nói cái điều gì mà coi như là nước người ta thì mặc kệ người ta cũng chẳng muốn nói đâu nhưng mà do những cái người mà họ cứ chuyên nói về cái vấn đề Việt Nam bây giờ có giúp được Việt Nam cái gì không à đó Việt Nam của tôi nghèo đó bây giờ lũ lụt đó bây giờ giúp được Việt Nam cái gì giúp không gửi qua cho vài triệu đô la để chúng tôi chống lũ coi oh, đó nhất là giúp bằng giúp người ta giúp là giúp bằng cái hành động với ai giúp bằng giúp uh, nói cái miệng nó thương Việt Nam lắm trời ơi, thương Việt Nam lắm rồi tổ chức từ thiện gì đó xong rồi à, rồi, rồi rồi cất luôn à từ thiện xong cất luôn à cảm ơn bức vision today nha mưa xong nước rút có nhanh không có chỗ nhanh có chỗ hông như bác ơi như ở bên để em nhớ coi mới đây nè ở đâu ta quên rồi ở florida nè bà nội cha nó mưa xong tới có cái chỗ có cái chỗ thành phố ở trên miền bắc florida có mưa xong nó ngập ba ngày nắng nắng chang trang luôn mà nước không rút tí có quay mà tí có quay mà đã nói là tí có quay và quý vị thấy là cơ sở dữ liệu về các sự kiện bão cho thấy rằng ngay cả trong mùa bão Đại Tây Dương Từ tháng 6 đến tháng 11 thì phần lớn các ngày có lũ lụt không được báo cáo quý vị à, <laughs> Phần lớn các ngày có lũ lụt không được báo cáo là có liên quan đến xoáy thuận nhiệt đới Mà liên quan đến các sự kiện khác như lũ quét, lũ viên hồ, lũ ven hồ và lũ do có nhiều nước Nãy giờ mình cứ thắc mắc là tại sao có cái lũ do có nhiều nước là nước ở đâu ta cái nguyên nhân gì kỳ ta lũ do có nhiều nước là sao ta Không có hiểu ta Không hiểu tại sao lũ có nhiều nước là sao ta lũ ven hồ và động đất động đất cũng gây ra lũ đó. ở mỹ ngộ quý vị có những cái vụ án gây ra lũ ngộ vì động đất cũng gây ra lũ luôn và sóng lớn thường do gió mạnh hoặc thay đổi nhanh chóng về áp suất khí quyển điều này có thể gây ra mối đe dọa thường xuyên với cuộc sống của người mỹ trên toàn quốc và trong vòng 10 năm nữa thì mỗi ngày ở Mỹ có nguy cơ là sẽ có hai trận lũ một ngày <laughs> tuyệt vời quý ơi em em còn phải nể em nữa quý vị mấy cái nghiên cứu này em phải nể em nữa rồi trở lại màn hình với quý vị khán giả là bản báo cáo tiếp tục thì ở cái bản báo cáo chính giữa nha bây giờ em em dịch em dịch cái cái đoạn chính giữa cho quý vị nha thì là từ năm 2000 cho tới năm 2021 thì có những nghiên cứu trong một cái thời đại một cái thời điểm nhất định thì thậm chí là vào mùa mùa gió bão hurricane là gió lốc quý vị thì hầu hết những cơn lũ lại uh, được gây ra bởi những yếu tố thời tiết khác lạ không quý vị lạ không quý vị là 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 những cái những cái hôm mà trời bão á, thì lũ lụt lại gây ra bởi những cái yếu tố thời tiết khác và những cái cơn lốc xoáy thuận là những yếu tố chính mà truyền thông thường truyền nhưng lũ thì không đến từ những cơn lốc xoáy thuận từ không từ hurricane như ở Việt Nam thì quý vị thấy là bão nhiệt đới quý vị nhưng mà ở Mỹ thì nó là không không có liên quan quý vị đặc biệt là không liên quan và quý quý vị nhìn rất kỹ nha quý vị nhìn lên trên màn hình nha là nếu có bảy theo cái nghiên cứu là 757 ngày liên tục mà có lũ liên quan tới lốc xoáy thuận thì có 3.416 tức là gấp mấy lần ta bằng 7, 4, gấp 4 lần là những ngày có lũ lụt mà không liên quan tới lốc xoáy thuận Tức là hurricane, tức là lốc xoáy quý vị Và 3416 này liên quan tới là uh, Mưa và uh, tự nhiên là có nhiều nước là sao ta Không hiểu ta nó Mỹ kỳ ta, lũ mà có nhiều nước là sao Có nhiều nước có lũ đúng rồi Nãy giờ em vẫn chưa hiểu luôn để sau này em sẽ tìm hiểu thêm Thánh lũ kiểu này chết rồi Kiểu này chết rồi Và ghi chú là Những, những trận lũ thì liên quan tới lốc xoáy thuận Thì bao gồm luôn cả lũ miền duyên hải lũ do hurricane hoặc là gọi là typhoon typhoon là bão nhiệt đới quý vị và 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 bão giật và thủy triều và những cái gọi là gì ta áp thấp nhiệt đới bão nhiệt đới lũ quét và lũ do có nhiều nước mẹ em đọc xong mấy cái từ này liên quan tới cái từ gì đến bảo hiểm để từ chối bảo hiểm bác quan vinh nguyễn làm làm cho em có cảm thấy nhẹ nhõm được chút lũ có nhiều nước là lũ quái quỷ như thế nào thưa quý vị đây em châu tấm hình lũ có nhiều nước là lũ như thế nào ấy cái gì mà ngập lúc đốc xe hơi luôn là sao ta quý vị thấy là trong tấm hình này là em chụp lúc trời nắng nha quý vị trời rất nắng nha trời rất nắng nha và nước lên quá đầu một chiếc xe hơi chiếc xe này giống như chiếc sedan đó mà không biết tại sao nó bung cớp luôn à, chắc là chiếc sedan này nó nó chuyển sang cái chế độ tàu ngầm mới sao ta à, Dạ không lượng nước đo được không phải. Nước thủy triều dân thì tất cả đều đo được là là thủy triều rồi. Nhưng mà nó có một cái lý do rất là lạ ở trong cái cái bài nghiên cứu của em mà lúc mà em đọc trước thì em không để ý. Đó là nó ghi là a lot of water là lũ do có nhiều nước. Thế đó nó mới, nó mới nói gì Thánh lũ mà hỏi kỳ vậy ta? Em còn em còn lú đó mà. Em còn lú nó hàng chì, hàng chi mấy cụ mà coi như là sống trong ấp chiến lược đâu có biết vụ này đâu có đi hết 50 tiểu bang đâu tiền đâu đi hết 50 tiểu bang đi đi cao lắm 10 tiểu bang là muốn sập sập tiệm rồi em là để dành tiền dữ lắm luôn á em để dành tiền mà em có nhân tiện công tác rồi nọ thì em mới kết hợp em đi chứ trời đất ơi thiệt tình luôn quý vị mặc dù trong những ghi chép gần đây một số trận lũ gây thiệt hại lớn và lan rộng hơn em có cái có cái nào mà em ghi chú hồi nãy không ta để em coi à không sao Tí nữa đi và có một cái nói là từ tháng 6 đến tháng 11 ngay cả trong mùa bão Đại Tây Dương từ tháng 6 đến tháng 11 thì phần lớn các ngày có lũ lụt không được báo cáo là có liên quan tới xoáy thuận nhiệt đới và những ghi chép gần đây cho biết một số trận lũ lụt gây thiệt hại lớn và lan rộng lan rộng hơn đã xảy ra dọc theo bờ biển của quốc gia trong mùa bão cơ sở dữ liệu về các sự kiện bão của NOAA cho thấy nơi nào có mưa nơi đó có thể xảy ra lũ lụt trời ơi cái, cái cục khí tượng thủy văn của Mỹ hay ta giải thích hay thiệt nơi nào có mưa là nơi đó có lũ lụt tuyệt vời vậy mấy ông nào cờ quéo nói với tôi là bên Mỹ á chỗ mưa là là, là dĩ nhiên là có lũ rồi nọ ghê ta sao mình không thấy giờ sao không thấy người nào nhảy vô để phản biện người ta trên thực tế lũ lụt được báo cáo hầu như thường xuyên xảy ra trong đất liền nơi không tiếp giáp với biển cũng bị lũ và có độ cao trên một cây số tức là một km đó quý vị so với mặt nước biển cũng bị lũ trong đất liền cũng dọc theo bờ biển từ tháng 6 đến tháng 11 trong hai thập kỷ qua và em trở lại màn hình cho quý vị thấy một cái thông tin té ghế quý vị thông tin này lúc mà em em nhận và em đọc em cũng té ghế nữa tại vì em cứ nghĩ là nước mỹ nó rộng á cái, cái cái thông tin này để em thu nhỏ cái hình để cho quý vị được thấy hết mình cứ tưởng là nước mỹ nó rộng đó quý vị nên là mình nghĩ là chắc ờ à, chắc chắc mấy cái chỗ đó chắc không có lũ đâu ha hay là trong sa mạc chứ không có lũ ha chờ đến lúc em phát hiện ra sa mạc nó lũ còn hơn là 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 là, là những cái vùng mà tiếp giáp với nước đó quý vị giống như là cái vùng sa mạc đó quý vị rồi quý vị nhìn thấy là lũ ở đây em dịch cái 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 cái, cái cột thứ ba nha cái cột thứ ba mà có hình nước mỹ á cái đậm đậm á là là số phần trăm lũ cao cái nhạt nhạt á cái xanh nhạt nhạt á là lũ có phần trăm lũ thấp và quý vị biết là lũ nó được kéo dài cả phía bên kia Duyên Hải trong suốt cái à, tức là ngoài cái lý do mà ngập do cái vùng Duyên Hải á, thì trong suốt những cái mùa mà lốc xoáy thì các cái tiểu bang mà gọi là landlock tức là chỉ có đường biên giới đất liền mà không có biên giới nước á, là xảy ra lũ gần như cái tỷ lệ là gần như bằng với những cái vùng Duyên Hải thì cái số phần trăm mà ước tính mà lũ lụt thì chúng ta thấy là 52% dành cho vùng Duyên Hải của Mỹ thì ở vùng trong nội địa đất liền của Mỹ thì có 48% cũng bị lũ lụt kính thưa quý vị y chang như vậy và không có một cái tiểu bang nào có màu trắng tức là tất cả 50 tiểu bang đều có lũ kính thưa quý vị và ở đây em có một cái ghi chú có thể gọi là để cho các cụ cờ quéo đọc thì các cụ cờ quéo muốn gâu gâu cỡ nào cũng được em chấp hết quý vị chấp hết và cái dòng tiếng Anh này ghi rất là rõ quý vị flooding continue to be the most common and costly natural disaster in the country. và em nhấn mạnh các chữ xanh lá cây và màu đỏ và màu xanh dương là flooded related disaster. rồi 85 billion in damage rồi economic loss in 2021 alone rồi to plan for fund and implement flood resilient solution. thì ở đây em tạm dịch cho cái toàn đoạn văn này là lũ lụt tiếp tục là thảm họa thiên nhiên phổ biến và tốn kém nhất ở Hoa Kỳ với các thảm họa liên quan đến lũ lụt gây thiệt hại 85 tỷ đô la trời đất ơi số kỳ vậy ta em nghe nói là cũng đầu tư vô cũng cũng hàng chục tỷ đô la để mà mà mà, mà chống lũ mà bây giờ mà giờ nước Mỹ hiện đại mà sao để cho thiệt hại tới 85 tỷ đô la dữ vậy ta qua wow, 85 tỷ đô la là bao nhiêu cái GDP của Việt Nam mình ta là khoảng một phần mấy ta Uh, 8 bây giờ chia đi của mình là 370 vậy là thí dụ như 8 năm 40 thì chắc là cũng cỡ uh, 4 4 4,5 lần á, coi như là gấp 4,5 lần quý vị. quá wow. 85 tỷ đô la và thiệt hại kinh tế chỉ riêng năm 2021 thôi như quý vị, 2023 chưa có thống kê, 2022 cũng chưa thống kê. Những sự kiện này làm suy yếu và phá hủy cơ sở hạ tầng cũ kỹ và ảnh hưởng đến sinh kế của các gia đình và doanh nghiệp để giảm những chi phí này và chuẩn bị tốt hơn cho người Mỹ tất cả các cấp chính quyền phải hành động để lập kế hoạch tài trợ thực hiện các giải pháp chống chịu lũ lụt ví dụ như lên kế hoạch và các quỹ oh, nói tới cái vụ quyên góp là mấy cụ kia không mấy cụ kia coi như là là, là 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 coi như là nhanh nhanh tay lẻ chân lắm mà sao cái cái đợt này thấy các cụ bảo là, là coi như là sau lũ là chuyện của ai đâu không phải chuyện của các cụ nước của cụ nước ở đâu á ngộ vì ấp chiến lược sống ở Mỹ em tưởng đâu là internet nó được rộng rãi phổ biến rộng rãi ai cũng có thể đến được với internet đọc được tài liệu ai ngờ đâu sau cái chuyện mà nước Mỹ ngày nào cũng ngập thấy không ai biết ta nay không ai biết hết trơn người ta thấy ai cũng làm ngơ hết trơn em cũng khó hiểu thiệt quý vị và đây là chỉ là cái bài sơ khởi đó như quý vị chưa có chưa chưa có cái gì xấu nha đây là bài giới thiệu thôi đó đây là bài giới thiệu là nước Mỹ ngày nào cũng ngập để cho quý vị khán giả thấy là cái bộ mặt thật của hoa kỳ là như vậy và em cũng xin lỗi luôn là bạn mỹ là mình đem những thông tin của mỹ mình bám chắc cái thắt lưng của mỹ để mình chống lại luận điệu xuyên tạc quý vị nói chung là nó nhảm đó mà chứ thực ra luận điệu xuyên tạc thì có ai mà nói cho nó gãy gọn với lại nó đồng đều đâu nói chung là vậy quý vị